Bây giờ là hơn 4 giờ chiều rồi. Tầm này mình thấy cũng hơi đói đói. Làm tí cánh vịt. Cánh vịt to ghê mọi người ơi. Xin mời mọi người nha. Cái cánh vịt này của bên Anna Lala thì mình thấy mùi của nó cũng gần giống như mùi cánh gà của họ luôn. Mùi nó thơm kiểu mùi quế, mùi hối mọi người. Về vị của nó thì cá nhân mình thấy là ngon. Mình thấy tẩm ướp rất là vừa, ăn nó không bị quá ngọt, quá mặn hay là quá cay. Nếu như mà so với các cái loại đồ ăn vặt Trung Quốc tương tự ấy, thì mình thấy cái cánh vịt này ăn thịt nó dai hơn. Cái mùi và cái vị của nó dễ chịu hơn. Nó không bị quá là cảm giác ngấy, cảm giác dầu mỡ và nồng như kiểu là mấy cái đồ ăn vặt Trung Quốc đâu. Nói thật với mọi người là cái này thì mình phải ăn rẻ ấy. Tại vì ăn vã cũng được mà ăn cơm cũng được. Ăn tốn phết.